có nên dùng ghế massage khi bị thoát vị đĩa đệm hay không có nên dùng ghế massage cho người bị thoát vị đĩa đệm hay không đó là mối quan tâm của rất là nhiều người bởi nếu không cẩn thận có thể khiến bệnh trở nên nặng khó cho việc chữa trị chúng ta dễ nhận thấy rằng là ghế massage hiện nay nó khá là được ưa chuộng nó xoa bóp nhẹ nhàng giúp cho cơ thể được thư giãn thoải mái để lý giải cho cái băn khoăn người bị thoát vị đĩa đệm có nên sử dụng ghế massage hay không ấy, thì các bạn đừng bỏ qua những cái thông tin ngay sau đây mà bên ghế Nhật Trần Sơn chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn. các bạn như các bạn đã biết cái thoát vị đĩa đệm là cái căn bệnh xương khớp nó rất là phổ biến hiện nay. Bệnh xuất hiện khi mà nhân nhầy của đĩa đệm cột sống bị lệch ra khỏi vị trí chèn ép vào các rễ thần kinh gây đau nhức tê bì nguyên nhân uh, bệnh theo một số cái khảo sát mà em tìm hiểu được trên mạng ấy thì cái tỷ lệ người uh, bị thoát vị bị đệm ngày nay là, là khá là nhiều không chỉ người già người bị chấn thương mà ngay cả giới trẻ chỉ mới tầm 30 đến 35 tuổi là cũng uh, có thể mắc cái căn bệnh này rồi uh, nguyên nhân chủ yếu là do làm việc uh, vận động quá sức uh, sai tư thế khiến đĩa đệm và cột sống nó bị tổn thương, tuổi tác cao, xương khớp bắt đầu lão hóa làm cho cái đĩa đệm nó dễ bị tổn thương, chấn thương vùng lưng, mắc các cái bệnh lý bẩm sinh tại cột sống, thoái hóa cột sống. Cái giai đoạn tiến triển của bệnh thoát vị đĩa đệm thì biểu hiện dễ nhận thấy của thoát vị đĩa đệm là đau nhức tê bì tay chân. Tuy nhiên những những cái triệu ở chứng này nó dễ nhầm lẫn với các cái bệnh xương khớp khác à, theo um, như các cái chuyên gia về cái căn bệnh này ấy, thì cái bệnh này nó phát triển được chia ra làm bốn cái giai đoạn cái giai đoạn uh, thứ nhất là nó, nó đau nhẹ và hơi tê mỏi cái giai đoạn thứ hai là đĩa đệm sưng lồi ra ngoài vận động khó khăn nhức mỏi tăng nặng cái giai đoạn giai đoạn thứ ba đó là bao sơ đĩa đệm nó rách và cái nhân nhầy nó lồi ra ngoài chèn ép vào các dễ thần kinh khiến những người bệnh luôn cảm thấy là đau đớn. Cái giai đoạn thứ tư là nhân nhầy hư hại, dò dỉ khiến cái bao sơ nó bị tổn thương tăng cái độ ma sát giữa các cái khớp xương. Về cái vấn đề người bệnh bị thoát vị đê đệm có nên dùng ghế massage hay không thì các chuyên gia cho biết là nếu mà bệnh chỉ mới tiến triển ở cái giai đoạn 1 2 3 ấy, như tôi vừa nói thì hoàn toàn có thể sử dụng được cùng với cái phác đồ điều trị chế độ dinh dưỡng ghế thư giãn sẽ hỗ trợ chăm sóc người bệnh tốt hơn rất là nhiều có thể dùng ghế massage khi bị thoát vị đĩa đệm ở cái giai đoạn một hai ba ở cái giai đoạn một hai thì đĩa đệm chỉ mới sưng nhẹ ghế massage sẽ giúp giảm áp lực lên xương sống Hoạt động của các cái con lăn được bố trí theo cơ chế cụ thể nó giúp người dùng thư giãn và thoải mái. Từ đó các khớp xương nó hạn chế bị chèn ép, giảm đau mỏi hiệu quả. Nếu mà mới bị mới chớm mà bị thoát vị đĩa đệm thì các bạn đừng có băn khoăn này lo lắng có nên dùng ghế massage không? Bạn hãy các bạn hãy sắm ngay đến một cái ghế massage để thư giãn nó sẽ nhẹ nhàng nó xoa bóp và massage khắp cơ thể để tăng cường lưu thông khí huyết cái hệ thống con lăn thông minh trên các dòng ghế massage như là family inada chẳng hạn nó trực tiếp tác động vào các cái huyệt đạo đồng thời xoa bóp các cái mô làm cơ nó giảm đau nhức một cách là rất là hiệu quả thì thông qua đó thì nó tăng cái độ đàn hồi của các cơ các xương khớp nó giúp cái cuộc sống nó kéo dài và chắc khỏe hơn. nhờ đó mà cái nó, nó giảm được các cái cảm giác khó chịu của người bệnh một cách rất là hiệu quả. Và đối với những người mà bệnh ở giai đoạn 3 thì khi dùng ghế massage chỉ nên áp dụng các cái, cái bài thư giãn nhẹ nhàng thôi. Không nên chọn các cái bài nó đấm bóp nó có cường độ nó mạnh quá hoặc là dùng những con ghế nó đấm nó đau quá. Nên là các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi mình quyết định sử dụng. Tôi có thể gợi ý với các bạn một số cái loại ghế massage phù hợp cho người bị thoát vị đĩa đệm. Thông qua những cái thông qua những cái thông tin trên thì các bạn đã hiểu được cái cái có nên dùng ghế massage cho người bị thoát vị đĩa đệm hay không. Các bạn có thể tham khảo một số cái dòng sản phẩm được thiết kế một cách chuyên biệt để dành cho những cái người mà 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 bị các cái chứng bệnh về thoát vị đĩa đệm như là dòng Family Inada VKG 1000 chẳng hạn nó có thiết kế nó đặc biệt nó con lăn nó, nó, bằng silicon và các cái tay đòn nó cũng bằng silicon và nhựa dẻo rất là mềm massage êm cái biên độ con lăn nó đấm bóp nó ngắn nó không gây đau cho người bệnh nó tích hợp với chức năng massage 3D nhào siasu chặt rồi là ấn huyệt xoa vỗ rồi thư giãn từ đầu đến chân nó kết hợp 5 cái chương trình tự động và 7 cái chương trình thủ công cái hệ thống túi khí có, con lăn nó toàn thân nó tác động từ đầu đến chân với chức năng sửa phía sau bằng nhiệt hồng ngoại ấy. thì con lăn thì massage lòng bàn chân nó tác động mạnh mẽ vào các cái huyệt đạo và hy vọng với những cái thông tin và những kiến thức mình vừa tôi vừa nói thì có thể giải đáp được phần nào cái băn khoăn của những người mà dùng ghế massage mà khi mà đã bị thoát vị đĩa đệm để được tư vấn kỹ hơn thì các bạn uh, hãy liên hệ tới ghế massage nội địa nhật Trần Sơn để được uh, tư vấn cụ thể uh, với những cái người uh, bị thoát uh, vị đệm hoặc là những người thể dục ấy thì nó sẽ có những cái, cái mẫu ghế nó khác nhau để nó phù hợp với những người uh, tập thể dục uh, chạy bộ hoặc là tập gym các thứ thì nên, nên sử dụng những cái mẫu ghế mà nó có cái chức năng nó đấm bóp và nó làm uh, mạnh hơn một chút còn những cái người mà đã bị bệnh rồi, xương khớp nó yếu rồi, thì không nên sử dụng những cái mẫu ghế mà nó mạnh quá. Mình sử dụng những cái mẫu ghế nó nhẹ nhàng, nó xoa bóp uh, sâu và tất cả các cái túi khí rồi con lăn uh, rồi là đệm, mọi thứ nó phải thực sự nó êm ái và nó nhẹ nhàng. ở à, Trên đây là những cái kiến thức. Uh, của tôi về những cái vấn đề là có nên sử dụng ghế massage cho người bị thoát vị địa đệm hay không rất là mong là anh chị em sẽ tì, tìm hiểu và nghiên cứu và nếu mà anh chị em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ghế nhật trần sơn để được giải đáp thắc mắc và uh, tư vấn kỹ hơn với những mẫu ghế phù hợp cho mình uh, cảm ơn mọi người rất nhiều xin chào